Arahang sama samputo phagawa putang phagawantang phiwa demi swakato phagawata thamo thamang namasami subatibano phagawato sawakasangko sangkang namami namathu ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính lễ Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đại lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh biên tri. Thành kính đại lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Thành kính đại lễ chư thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt trong lễ hội hôm nay, mong cho tất cả đều sáng vui tiến hóa, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, là ngày quý nhật đệ tam chu niên của Đức Trưởng Lão Cố Hòa Thượng Giác Chánh Viện Chủ Chùa Bổ Đức. Hiện tại Hòa Thượng trụ trì Chùa Bổ Đức là Hòa Thượng Bổ Chánh và Phó trụ trì Chùa Bổ Đức là Thượng Tọa Tệ Quyền. Chúng tôi ở xa cho nên chúng tôi không có tham dự vào cái ban trụ trì ở đây, và cử thỉnh hai vị ở tỉnh Đồng Nai để tiếp nhận quản lý cái chùa, và đại đức trí niệm là vị giám tự. Và theo lời thỉnh cầu của Hòa Thượng Bổ Chánh thì chúng tôi là pháp sư thường trực ở tại chùa Bổ Đức, có nghĩa là hễ lễ nào lễ dỗ Cố Hòa Thượng Giác Chánh hay là lễ dân y thì chúng tôi đều đến đây để thuyết pháp. Sáng hôm nay nó cũng trùng dịp ngày 14, sáng hôm nay tại chùa Bửu Quang ở Gò Dưa cũng long trọng cử hành lễ quý nhật của Đức Cố Hòa Thượng Giác Chánh nữa. Ngài pháp sư Giác Chánh ngài rất có phước, là vì lúc bình sinh ngài đã tạo tự nhiều, ngài đã dạy dỗ và đào tạo chư tăng cũng nhiều. Do đó cho nên khi mà ngài mất rồi thì cái ngày dỗ của Hòa Thượng Giác Chánh cũng không có kém gì ngày Hòa Thượng Tịnh Sự. Nhưng mà chắc đến phi chúng tôi thì chắc chỉ có một chùa Vi Giác làm dỗ thôi. Bởi vì mỗi một lúc đệ tử khác, giờ không phải giống như thời xưa, đệ tử còn nhớ công ơn thầy, cho nên tổ chức chiều như vậy. Đó cũng có một việc để chúng tôi bàn lại với chư tăng, là vì chúng tôi nhận lời Hòa Thượng Bổ Chánh hàng năm vào cái ngày 12 âm lịch tháng Giêng thì ở tại chùa Phước Sơn cũng làm dỗ cho Hòa Thượng Giác Chánh. Và Hòa Thượng Bổ Chánh thì mời chúng tôi đến đó để thuyết giảng và năm sau trở đi. Và do đó nếu mà hôm nay mình đã trùng với chùa Bửu Quang đó
thì có lẽ là chúng tôi sẽ sinh hoạt sắp xếp với ban trụ trì ở đây đó, là năm sau tại chùa Phước Đức thì chúng ta sẽ làm lễ ngày 13, 12 chúng tôi lên Phước Sơn, xong chiều 12 chúng tôi về đây nghỉ, thì sáng 13 làm dỗ ở đây, 14 chúng tôi về Vĩnh Long để chúng tôi làm, chúng tôi sinh hoạt chùa Viên Giác, và 15 sinh hoạt chùa Sư Lý Vĩnh Long. Như vậy nó tiện luôn. Cái đó là thông báo trước để cho các Phật tử chúng ta biết, để khỏi trùng với chùa Vũ Quang. Bây giờ điểm khỏi mất thời gian đó, sư sẽ thuyết cho quý vị nghe cái đề tài nhân cái ngày dỗ của cố hòa thượng Giác Chánh. Cái đề tài hôm nay sư muốn nói về cái ý nghĩa sống lâu không bằng sống nhiều. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ ngạc nhiên, sống lâu cũng như là sống nhiều cũng như sống lâu, chứ tại sao mà nói sống lâu không bằng sống nhiều? Ý nghĩa nó khác thưa quý vị. Sống lâu có nghĩa là chúng ta sống cái tuổi thọ dài, gọi là sống lâu. Còn gọi là sống nhiều đó, tức là sống mà làm được nhiều lợi ích cho mình, làm nhiều lợi ích cho người khác, làm nhiều lợi ích cho giáo pháp. Như vậy gọi là sống nhiều. Ngài Hòa Thượng Giác Chánh, Ngài xuất gia còn trẻ, lúc còn 21 tuổi. Và Ngài mất là năm 73 tuổi. Trong cái thời gian đó thì Ngài làm rất nhiều việc. Nhớ những cái thời gian sau năm 75 rất là khó khăn, nhưng mà Ngài vẫn kiên trì nỗ lực, chịu khó chịu cực để nuôi giới tử, đào tạo tăng và xây dựng chùa. Cho nên cho đến ngày hôm nay mới có cái lớp hậu tấn để kế thừa, như bản thân chúng tôi vân vân, thì mới kế thừa được. Chứ còn nếu như mà Hòa Thượng chỉ sống cho mình và lo sợ cái này cái kia đó, thì chắc có lẽ ngày hôm nay là chúng ta sẽ không có cái thế hệ Hòa Thượng đào tạo ra chúng tôi. Chúng tôi đào tạo ra cái lớp tăng sinh học trò bây giờ là các vị trụ trì hiện đang nhiệm chức tại các chùa, thì có ba cái thế hệ. Và Ngài là một vị pháp sư đi thuyết giảng chỗ này chỗ kia, lúc thời gian từ năm 72 cho đến năm 90 mấy thì Hòa Thượng là một pháp sư nổi tiếng. Hòa Thượng cũng là một vị đệ tử của Ngài Tịnh Sự, là một vị giảng sư cái môn luận tạng A Tỳ Đàm, tức là môn vi diệu pháp. Cho nên có thể nói rằng đó là một mẫu người sống nhiều, sống nhiều lợi ích cho người khác. Mặc dù với cái tuổi 73 cũng chưa gọi là sống lâu, nhưng mà sống nhiều. Ngược lại cái thế hệ trước thì thầy của Ngài Hòa Thượng Giác Chánh là Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự,
Ngài mất năm 71 tuổi, trẻ hơn. Và Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự sau khi du học ở Thái với cái bằng thủ khoa về cái luận tạng A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp, Ngài trở về Việt Nam và Ngài bắt đầu dịch thuật cái tạng Vi Diệu Pháp Bali ra Việt ngữ trong cái thời kỳ những năm chiến tranh rất là khó khăn về kinh tế. Do đó Ngài chỉ có làm sách bằng cách là dịch ra rồi có thư ký, tức là cư sĩ báo, là tiền thân của Thượng tọa Tịnh Thân đó, là người trực tiếp đánh máy chữ. Và hồi đó gõ chữ ở trên cái những cái tờ giấy sáp đó, thưa quý vị, rồi Veronio đóng bằng chỉ cái tạng Vi Diệu Pháp. Và Ngài soạn ra những cái giáo trình tiểu học, trung học và cao học Vi Diệu Pháp để dạy cho chư tăng và Phật tử. Thuở Ngài mới về, Ngài dạy có 5 người thôi, sau đó được 10 người, 12 người. Rồi bắt đầu những 12 người đó giỏi, Ngài mới cho bung ra mỗi một người đi dạy 2-3 người, dạy 2-3 người, 2-3 người. Cho đến bây giờ thì thưa quý vị, trong chư tăng và Phật tử mà biết Vi Diệu Pháp rất là nhiều. Đó là cái công của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Nếu không có Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự thì cái kho tàng kinh điển Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam sẽ không có cái tạng Vi Diệu Pháp. Cho nên Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự cũng là một mẫu người mà chúng ta gọi là sống nhiều chứ không phải sống lâu. Ngược trở về trước nữa, một vị trưởng lão là thầy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự, đó là Ngài Sattama Chotika, một danh tăng người Miến Điện, Myanmar. Ngài được mời qua bên Thái Lan tại chùa Bạc Nám để làm hiệu trưởng trường dạy cái môn Abhidhamma Vitaka, tức là môn Vi Diệu Pháp. Ngài Sattama Chotika, Ngài rất giỏi Bali và chú giải. Và chúng ta xem ở trong lịch sử của Ngài, Ngài qua bên Thái Lan đó, Ngài là người biết. Ngài qua đó Ngài phải sử dụng tiếng, Ngài phải đi sử dụng cái tiếng Thái và Ngài dịch tiếng Bali. Ngài soạn sách, sách của Ngài, sách chú giải rất là nhiều, chẳng hạn như Chúng Sanh và Sanh Thú chẳng hạn, cũng do Ngài cho tất cả. Ngày hôm nay mà chúng ta học tạng Vi Diệu Pháp á, hoặc là chúng ta học cái bài giải về Abhidhammatassangaha Diệu Pháp Lý Hợp của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, thì đó là bắt nguồn từ cái quyển Siêu Lý Học của Ngài Sattama Chotika. Và Ngài Sattama Chotika, Ngài chỉ có cái tuổi thọ là 55 tuổi thôi, ít hơn Ngài Tịnh Sự nữa. Thầy mà ít, thọ nhiêu đó, bởi Ngài làm việc lao tâm quá. Nhưng mà thưa quý vị, dù cho các vị tiền bối trưởng lão tuổi thọ ngắn ngủi như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là những người sống nhiều, tại vì làm việc quá nhiều. Cho nên ở đây trong cái đề tài này ngày hôm nay sẽ muốn nhắc lại để cho các Phật tử chúng ta, những người nào đã biết rồi thì
chúng ta ôn lại, còn những người chưa biết thì chúng ta biết. Là trong cuộc sống của chúng ta đó, cái giá trị của một con người là ở chỗ chúng ta sống nhiều, chứ không phải giá trị ở chỗ là chúng ta sống lâu. Nhưng mà trong cái việc sống nhiều đó, nó có gì, nó có đa phương diện. Sư sẽ trình bày giải thích cho quý vị nghe về cái cách mà chúng ta sống nhiều. Thứ nhất, là người biết tu tập, tranh thủ thời gian, tranh thủ cái thời trẻ, khi mà tuổi già chưa đến, họ tranh thủ họ tu tập, ráo riết tu tập, tranh thủ cái thời mà còn khỏe, chưa có bệnh tật, họ tranh thủ tu tập, tranh thủ cái thời mà còn no, còn dễ tìm vật thực để ăn mà tranh thủ tu tập. Thì như vậy người được gọi là người sống nhiều. Người mà sống theo lời của Đức Phật dạy rằng nếu muốn thương chính mình hãy khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Thì ba canh của cuộc đời, tức là cái thời trung niên, cái thời thiếu niên, cái thời trung niên và cái thời lão niên, trong ba canh của cuộc đời đều nỗ lực tu tập. Thì như vậy được gọi là người sống nhiều. Thứ hai nữa, ý nghĩa là sống nhiều tức là chúng ta làm nhiều lợi ích cho chúng sanh khác. Khi mà chúng ta sanh ra ở đời đó, chúng ta được cha mẹ giới thiệu vào đời, nuôi dưỡng cho khôn lớn, thì chúng ta nuôi dưỡng lại cha mẹ, đền đáp công ơn của cha mẹ. Một người con hiếu thảo và nuôi dưỡng cha mẹ, người đó được gọi là người sống nhiều. Không như trên đời này có những đứa con ngỗ nghịch, cha mẹ đã nuôi tới lớn đã không nuôi dưỡng lại mà lại báo hại cho cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải vất vả, phải nuôi lại. Khi mà những đứa con đó nó thất nghiệp, hoặc là trong gia đình ly tán rồi phải đem cho nội hay cho ngoại về để cho cha mẹ phải nuôi dưỡng tới cháu nội cháu ngoại, thì như vậy đó là đầy đọa cha mẹ. Người sống như vậy là người sống vô ích. Còn khi mà chúng ta không nuôi dưỡng được cha mẹ thì thôi, chứ chúng ta đừng có báo đời. Rồi lại nữa, có những người khi mà họ sống, họ luôn luôn đem lại cái sự an lạc cho người khác bằng cái sự chia sẻ. Và như là đối với những cái vị pháp sư thuyết giảng cho các Phật tử, hay là những vị thầy mà dạy cho các học trò học, cái đó cũng là cái cách sống nhiều. Bởi vì sống là làm lễ cho người khác. Cho nên ở đây đó, cái ý nghĩa sống nhiều đó, nó tóm lại là chúng ta có ba. Tức là chúng ta tự bản thân mình biết làm các công đức phước báo để mai hậu kiếp sau chúng ta có chỗ nương tựa. Thứ hai nữa là chúng ta biết làm lễ cho đời, trong đó có cha mẹ của mình, cho bà con quý thuộc của mình, biết chia sẻ cho chúng sanh. Rồi thứ ba đó là chúng ta làm lễ cho giáo pháp, chúng ta duy trì giáo pháp. Nếu như giáo pháp này không có những vị tăng tài,
không có những vị có lý tưởng bảo vệ Phật pháp, duy trì cái truyền thống giáo pháp của Đức Phật thì giáo pháp này đã mất lâu rồi. Trải qua cái lịch sử thăng trầm của thế giới, trải qua lịch sử thăng trầm của những cái tôn giáo mà họ đố kỵ với Phật giáo như là Hồi giáo, Ấn Độ giáo, vân vân, là họ đã cố gắng họ tiêu diệt Phật giáo, cố gắng xóa tên Phật giáo trong bản đồ đất nước họ, đất nước Ấn. Nhưng mà nhờ trong cái thời gian Đức vua A Dục, các vị trưởng lão biết rằng ở tại xứ Trung Ấn Phật giáo sẽ bị mai một, do đó cho nên các vị trưởng lão A-la-hán mới đề nghị với vua Asoka, vua A Dục, cử chính phái đoàn Chư Tăng đi ra nước ngoài để đi hoằng hóa giáo pháp ở tại Suvarnabhumi, tức là cái vùng đông đông dương của chúng ta đó, là ngài Sona và Uttara, hai vị trưởng lão đó đã truyền bá Phật giáo về đây. Rồi như ở Tích Lan thì có ngài Vihanda, vân vân. Do đó cho nên bây giờ ở các xứ Myanmar, Thái Lan hay là Sri Lanka, Tích Lan hoặc Campuchia, Lào, Việt Nam, chúng ta giữ được cái truyền thống của Phật giáo mới còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay sau khi Đức Thế Tôn người viên tịch niết bàn. Cho nên những vị mà hy sinh cuộc đời mình để sống gìn giữ cái diền mối chánh pháp cho được tồn tại để hậu thế được an lạc thì đó được gọi là sống nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, nói đi nói lại thì người Phật tử chúng ta nghĩ rằng cái cách sống nhiều như vậy đó thì bây giờ phải làm sao sống với Phật ngôn. Sư sẽ nhắc lại để cho các Phật tử chúng ta nhớ như thế này. Ở trong Pháp Cú Kinh phẩm ngàn Sahasawaka, câu Pháp Cú số 110, Đức Phật đã dạy rằng dù cho quá sát sát tăng chi vê đứa si lô Asabahito Ekahang chi vê tăng xây vô xin là hoàn tất chay dino. Dù sống cả trăm năm không giới không thiền định, sống một ngày tốt hơn có giới có thiền định. Bài kệ này có nghĩa là sống lâu, sống tới 100 tuổi nhưng mà sống không có giới, không có biết tu thiền định, không bằng một người sống chỉ có một ngày thôi nhưng mà cái ngày đó người đó giữ giới và có tu thiền định, và nếu được trong ngày hôm đó mà họ chứng được đạo quả A La Hán thì quý nữa, thưa quý vị, quý nữa. Thời xưa tôn giả Vô Thí Cá, ngài xuất gia tu hành 13 năm mà ngài không đắc đạo quả. Ngài tu hoài mà không đắc đạo quả, ngài cảm thấy ngài chán cuộc đời cho nên ngài mới lấy con dao cạo tóc để ngài cắt cổ. Thì trong lúc mà ngài cắt cổ đó, thì ngài vẫn giữ chánh niệm để ngài theo dõi cái sự chết nó đến như thế nào. Thì trong lúc mà ngài quán xét danh và sắc sanh diệt như vậy, ngài chứng A La Hán quả. Ngài chứng A La Hán quả xong ngài viên tịch, gọi là Samasisi,
tức là đắc đạo tột mạng. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài biết như vậy, Ngài bảo chư tỳ kheo đi với Ngài đến cái chỗ ngọn đồi đó, nơi mà tôn giả Gotika viên tịch. Thì khi mà đến thấy những cái luồng khói nó bốc lên và nó tỏa chung quanh, các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Thế Tôn, tại sao ở chỗ tôn giả Gotika lại có cái làn khói? Thì Đức Thế Tôn nói đó là ác ma muốn đi tìm cái thức tái sanh của tôn giả Gotika. Nhưng này các tỳ kheo, Gotika đã viên tịch, ta nói vị ấy viên, vị ấy chết với cái chết không có lỗi, vì vị ấy đã đoạn tận các lậu hoặc. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi thưa quý vị, thì trong một giây phút ngắn ngủi, cái đời sống mà hấp hối đó nó quý hơn cả một đời 100 năm của một người sống mà không có thiền định, không có chứng đầu quả. Cho nên quý vị phải nhớ chỗ đó. Cho nên chúng ta sống, bây giờ tất cả chúng ta sống để chờ chết. Tất cả chúng sanh ai cũng sống để chờ chết. Bởi vì Maranan tăng hi chi vi tăng, cái mạng sống này có sự chết là kết thúc, không ai tránh khỏi cái điểm kết thúc đó. Nhưng mà chung cuộc thì ai hơn ai là nhờ chúng ta có giới, có thiền định. Những gì là giới? Một câu kệ thứ hai là câu kệ 111 á. Đức Phật Ngài dạy rằng vô cho quát sát tăng chi vi đức bay vô asama hi tô e ca hang chi vi tăng sayo bay nhau quan tát sát chay di đồ. Dù sống cả trăm năm không trí không thiền định, sống một ngày tốt hơn có trí có thiền định. Ở đây có cái câu chuyện như thế này, tức là có cái đám cướp chuyên đi cướp giật của dân làng. Một ngày kia cái đám cướp đó họ muốn tế thần lửa, gọi là cúng tổ, muốn cúng tổ, cho nên họ mới đi tìm đến cái trú xứ của các vị tỳ kheo. Họ xin bắt một vị tỳ kheo, và cái nhóm tỳ kheo này có dẫn theo một vị say di, tức là sanh khí chá. Cái vị say di đó là do Đức Phật Ngài đề nghị dẫn vị đó theo. Quý vị biết là say di đó mới 7 tuổi mà chứng A-la-hán rồi, cho nên vị đó đi theo các vị tỳ kheo. Khi mà ăn cướp, nó muốn bắt một vị để mà nó giết và nó cúng tế, thì vị sa di mới tình nguyện thay thế chư tăng. Chư tăng lúc ban đầu không cho, thấy tội nghiệp quá, thấy sa di này hy sinh tội nghiệp quá. Nhưng mà vị sa di mới nhắc cái nói nè, nếu như Đức Thế Tôn đã bảo con đi với chư tăng, có chắc chắn là phải có lý do, chứ không thể nào mà Đức Thế Tôn bảo con đi khơi khơi như vậy. Thì chư tăng đồng ý cho đi. Đi đến đó bắt đầu tới giờ hành lễ, tên tướng cướp giơ đao lên chặt đầu ngài. Nhưng mà lúc đó ngài nhập đại định Nirodha-samāpatti, thì cái lưỡi đao không bao giờ xâm phạm được cái thân xác của ngài, và cái lưỡi đao đó nó bị gãy đi. Ông thay đao khác chém 3 lần như vậy mà không đứt. Nó hoảng quá, nó quỳ xuống đảnh lễ vị sa di đó. Và tên tướng cướp mà hỏi các anh em, bây giờ mấy anh em tính sao, chứ còn ta thì ta sẽ xuất gia đó, thì 500 lâu la cũng xin xuất gia theo. Và vị sa di đó tạm thời ngài là A-la-hán, cho nên ngài truyền thập giới cho cái vị sa di, cho 500 vị đó được, cho thọ sa di xong rồi mới dẫn về chùa gặp Đức Phật. Đức Phật ngài cho tu tỳ kheo và ngài thuyết pháp câu kệ đó: người không có trí là người làm những cái hạnh nghiệp tội ác mà không biết đó là tội ác. Thì như vậy
Thì người không có trí dầu cho sống cả trăm năm cũng không có ích lợi gì. Còn người có trí tuệ, tức là người biết lẽ phải quấy, biết thiện ác, biết cân nhắc cái việc nào nên làm và cái việc nào không nên làm, thì người đó dầu cho sống có một ngày thôi cũng vẫn có lợi ích. Vì một ngày sống của người đó là đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho đời. Cho nên chúng ta phải biết cái trường hợp này cũng được gọi là sống nhiều hơn sống lâu. Rồi một câu kệ 112 đó, là Đức Phật ngài dạy rằng vô chủ quát sát tăng chi quê kusito hi na wiriyo eka hang chi quê tăng sayo wiriyang ara phato đa la hằng. Dù sống cả trăm năm bí nhát không chuyên cần, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Quả thật vậy. Dù chúng ta, dù một người sống chỉ có một ngày thôi, nhưng mà một ngày có cái sự tinh tấn để dẹp bỏ ác pháp và tu tập những cái thiện pháp, thì như vậy sống một ngày vẫn có giá trị hơn là sống cả trăm năm mà biến nhát, chỉ lo ăn rồi ngủ hưởng thụ rồi tạo cái nghiệp ác về thân về khẩu vị. Bởi vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu là nếu mà người Phật tử chúng ta sống mà chúng ta có sự siêng năng tinh tấn nỗ lực để làm các cái thiện pháp, thì chúng ta nên biết rằng đời sống như thế này dầu cho nay mai người ta chết cũng không sao cả, không sao hết. Hàng ngày thưa quý vị, bản thân chúng tôi chúng tôi thường nói với các vị ở chùa, nói người ta tưởng đâu là mình trối, người ta sợ lắm. Mọi người họ sợ, họ nói sao sư phụ nói kỳ vậy. Nhưng mà thưa quý vị, không phải trối, mình có sợ chết đâu mà sợ. Nhưng mà mình nói là mình sắp chết gì để chi? Để những ngày mà mình còn sống đó sống được ngày đi thuyết pháp dạy học ngày, dịch kinh soạn sách ngày, xây dựng chùa chiền ngày hai ngày cũng được. Cho nên khi mình cảm thấy rằng mình sống nhiều thì lúc đó mình nghĩ không cần phải sống lâu, sống lâu mệt lắm. Có những người họ sống 70-80 tuổi, 90 tuổi, có nhiều người sống tới 99 tuổi, nhưng mà trong cái thời gian đó họ chỉ nằm ở trên giường, họ sống như đời sống thực vật. Nhưng mà ai đến thăm bệnh đó thì hỏi cụ bà năm nay nhiêu rồi, ở 99 tuổi rồi, có phước quá. Cái chúng tôi mới nói là cái khoảng đời còn lại mà sống nằm như thế này đó, thôi chết sướng hơn, chứ không có phước nổi đâu, sống có lợi ích gì. Cho nên ở đây chúng ta đừng ham sống nhiều. Làm sao chúng ta ở ham, đừng có ham sống lâu, mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta chỉ cần sống khỏe để chúng ta sống nhiều thôi, thì vậy đủ rồi, tốt rồi. Rồi một bài kệ kế tiếp là Đức Phật ngài dạy vô chùa quát sát sát tăng chi vi a bát sang ô bà dấp bà dân e ca hành chi vi tăng say vô bát sát tô ô bà dấp bà dân. Dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Bây giờ bắt đầu á, hồi nãy Đức Phật đã dẫn từ từ, từ lúc có giới, có thiền, có trí tuệ, có thiền, rồi có tinh tấn tận sức mình, rồi bây giờ là bắt đầu qua đến tuệ quán minh sát, tức là sống phải thấy pháp sanh diệt.
Khi đó nàng thiếu phụ Bát-ta-cha-ra bất hạnh, trong một ngày chồng bị rắn cắn chết, hai đứa con, một đứa con bị diều hâu tha, còn một đứa con thì nó bị nước suối cuốn trôi chết. Ba người thân về gần đến đầu làng thì hỏi thăm người quen, bị nàng đi cách xa quê hương quá rồi, cho nên người quen hỏi chỉ cái đám khói đang bốc cháy đó, nói cái đó là đang hỏa táng. Hai ông bà bá hộ với đứa con trai của ông bà bá hộ đó, thì là Bát-ta-cha-ra biết rằng đó là anh trai của mình. Bây giờ chồng con chết, tính về nương cha mẹ, mà cha mẹ chết rồi anh trai cũng chết rồi, bây giờ nương ai bây giờ? Cho nên nàng điên loạn, nàng la hét và đi cùng khắp, cởi bỏ y phục trần truồng mà đi như vậy. Hôm sau nàng ta có duyên lệnh đi ngang qua cửa chùa Kỳ Viên trên Tóc Quá Ná đi vô. Lúc bây giờ thính chúng ồn ào, Đức Phật ngài khoát tay cho họ im lặng. Thì họ biết là có vấn đề, cho nên họ mới liền cho cô ta một cái tấm choàng, cô ta choàng lên và tỉnh táo lại, ngài mới nói rằng: này Bát-ta-cha-ra, con nên nhớ rằng không phải chỉ nay mình mới khóc đổ nước mắt vì người thân, mà trong quá khứ cũng đã từng đổ nước mắt khóc cho người thân vì mất người thân. Tất cả chúng sanh nước mắt mà khóc cho người thân đó còn nhiều hơn nước cả bốn biển nếu gom lại. Nghe xong nàng đắc tu đồ quần và xuất gia tỳ kheo ni. Một ngày kia nàng rửa chân và từng giọt nước nó rơi xuống đất rồi nó tan biến, rơi tan biến, nàng mới quán thấy cái sự vô thường của cuộc sống mà nàng đã trải nghiệm. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài xuất hiện bằng thần thông, ngài mới thuyết bài kệ pháp cú này, nàng tỳ kheo ni Bát-ta-cha-ra trước A La Hán. Cho nên người Phật tử chúng ta hàng ngày đó, tối thiểu, nhưng mà nói tối thiểu chứ còn cái này nó quan trọng lắm, Phật tử chúng ta đi chùa chỗ này chỗ kia rầm rộ làm phước ồn ào, nhưng mà đến trời chiều về chúng ta mệt, chúng ta nằm xuống, chúng ta than thở, chúng ta khó chịu, chi bằng những cái ngày mà chúng ta rảnh rỗi ở nhà đó, tập cho mình có thói quen sáng chiều chúng ta hay quán cái sự vô thường, sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara anicca, rupang anicca, sắc quẩn là vô thường, vedana anicca, thọ quẩn là vô thường, sanya anicca, tưởng quẩn là vô thường, sankhara anicca, hành quẩn là vô thường, vijnana anicca, thức quẩn là vô thường. Chúng ta luôn luôn quán thấy cái sự vô thường, cái gì có sanh có diệt, có sanh có diệt, cái đó gọi là vô thường. Cuộc sống này, đời sống này là phù du giả tạm. Upanishati loko atvo, thế gian là vô thường, đi đến chỗ quy diệt, không có gì tồn tại hết. Cho nên khi mà chúng ta quán thấy cái sự vô thường đó thì chúng ta có cơ may ngay trong hiện tại chứng được đạo quả A La Hán, hoặc là nó sẽ trở thành cái duyên để đưa đến cái sau chúng ta đắc đạo quả nhanh thôi, là do chúng ta quán thấy cái sự vô thường. Một lần nọ chư tăng ngồi lại với bàn luận, không biết nhân duyên gì mà tôn giả Giá Xá xuất gia chứng A La Hán, 54 người bạn, 55 của người bạn của tôn giả Giá Xá cũng
nghe tin như vậy cũng đi xuất gia và chứng A-la-hán. Thì lúc đó Đức Phật mới giải thích: này các tỳ kheo, vì trong thời quá khứ Giá Xá và 55 người bạn khi mà đi ngang cái chỗ người ta thiêu xác á, ở bên Ấn Độ, chắc quý vị nào có đi Ấn Độ biết, người ta không có thiêu ở trong cái lò thiêu kín đáo, mà người ta thiêu ở lộ thiên. Người ta làm cái giàn, người ta để xác chết nằm trên, rồi người ta đốt lửa dưới, lửa cháy phừng lên. Cho nên mà đứng mình quan sát, khi mà cháy hết lửa, cháy hết vải ở bên ngoài thì bắt đầu vô tới thịt, thấy nó co quắp lại vậy. Thì những người bạn này mới đứng nhìn cái xác chết mới suy nghĩ: ôi, bỗng mang thai là cái thân xác này, lúc thì đi đứng nằm ngồi, nói năng cười khóc, hưởng thụ các dục, bây giờ lửa đốt cháy, ra tro ra bụi. Vì đó quán xét cái tâm nhàm chán, nhờ cái căn duyên đó đó, với cái tâm nhàm chán như vậy đó, thấy được cái sự vô thường như vậy. Cho nên đời này thưa quý vị, sống ở tại gia cư sĩ mà giá xá ngột ngạt, giữa đêm thức giấc bởi vì công tử mà, đầu hôm thì có các phụ nữ họ đến, họ khiêu vũ, họ ca hát để giúp vua cho công tử giá xá. Khi công tử giá xá nằm đã ngủ thì mấy cô này cổ ca hát xong thấy thiếu gia ngủ, họ cũng nằm xuống họ ngủ. Đến chừng thiếu gia giật mình thức giấc, thấy những người vũ nữ họ nằm la liệt ở trên sàn nhà, tóc tay bù xù không còn đẹp nữa, người ngái, người thở mạnh, rồi người gác chân bên đây gác chân bên kia, y phục xúc xổ. Tự nhiên công tử Giá Xá thấy như là một bãi tha ma, do ảnh hưởng cái tiềm thức ở trong quá khứ nhìn thấy xác chết. Công tử chán quá, trốn nhà ra đi. Chư Thiên lén mở cửa, Chư Thiên mở cửa, ở nhà không ai hay biết hết, mở cửa cho đi. Ra tới cổng thành, Chư Thiên mở cửa cổng thành cho đi, mà lính gác không biết. Đi mãi đến cái bìa rừng, vừa đi vừa nói: ôi đời vẫn chật quá, ôi đời vẫn chật quá. Lúc mà đi gần tới bìa rừng đó, Đức Thế Tôn bảo rằng: này Giá Xá, con hãy đến đây, Như Lai sẽ thuyết pháp cho nghe, ở đây không có bận chật đâu. Giá Xá nghe có người gọi đích danh của mình, hoan hỷ liền đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng đạo quả Tu Đà Hoàn. Sáng hôm sau, trong lúc Đức Phật đang thuyết pháp cho cha của Giá Xá là người thiện năm đầu tiên quy Tam Bảo, thì Giá Xá ngồi nghe lại cái thời pháp đó, chứng A-la-hán. Rồi 55 người bạn rủ nhau đi xuất gia cũng chứng A-la-hán, là do nhờ cái tiền nghiệp của các vị đó, nhìn thấy cái gì chán, thấy cái sự vô thường chán. Bây giờ người Phật tử chúng ta tập đi, đoán xuân gắm qua phải gắm vô thường, đoán xuân phải nhớ là thêm tuổi già. Chúng ta cứ vậy, mà chúng ta đừng có cái thói quen Tết thì chúng ta mừng rơn lên để chi? Để mừng tuổi với nhau. Thêm tuổi là gần tới sự chết, có gì đâu phải mừng. Ai đi đến mà chúc mừng tuổi bộ bạn trù tôi chết sớm hay sao mà mừng? Thêm một tuổi là mình gần chết. Cho nên đó, đừng bao giờ ham người ta mừng tuổi. Người ta chúc cho mình có sức khỏe, có trí tuệ, tu hành tinh tấn thì mình mừng. Nhưng mà chúc cho mình được sống lâu, hay là mừng tuổi, được thêm tuổi, thì cái đó là mình không có hài lòng. Mình tập vậy, đời vô thường mà. Cho nên người Phật tử chúng ta phải sống nhiều như vậy. Một bài kệ kế tiếp mà Đức Phật ngài dạy rằng: vô chè vết sát tăng chi quê A ba sang a ba tăng ba đăng e ca hàng chi quê tăng si vô vết sát tô a ba tăng ba đăng. Dù sống 100 năm không thấy đạo bất tử, tốt hơn sống một ngày
thấy được đạo bất tử. Amatang Ba Đăng, đạo bất tử ở đây là thấy được Niết Bàn. Cái này thì thôi thưa quý vị, là thầy trò, cả thầy lẫn trò chúng ta là chịu bó tay kiếp này rồi. Chúng ta đời này là chúng ta không thấy được Niết Bàn rồi. Hiểu thì hiểu, nhưng mà chúng ta không có mong chứng ngộ được. Bởi vì nó cũng tùy thời buổi giờ, thời kỳ bây giờ, nhất là ở Việt Nam chúng ta. Mà mình đắc đạo quả là mình nên chết sớm để cho yên thân. Chứ còn nếu mà đắc đạo quả xong mà đi đâu cũng người ta tung hô vạn tuế là bậc thánh tăng, là chúng ta bị còng vô lò liền. Cho nên đó, là nó tùy theo thời kỳ chúng ta chứng đắc. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao đó để mà chúng ta tạo tích lũy được cái duyên lành để đưa đến giải thoát trong tương lai. Thì đến lúc nào đúng thời đúng dịp thì chúng ta chứng được đạo quả. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng ngày xưa thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thì chư tăng, các vị thị nam hay là các vị tín nữ đi xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, người ta xuất gia không phải là để tu lâu thành sư cụ đâu, hay là tu lâu làm hòa thượng, không phải vậy. Mà người ta xuất gia là người ta mục đích là người ta làm sao thấy được Niết Bàn. Cho nên trong cái câu mà xuất gia sa di, cái câu rất là quan trọng. Cái vị thị nam đó đi đến đảnh lễ hòa thượng mới nói rằng Sapadukha nisarane dipana sachikaranathaya etang kasawangahetwa papache tamam hante anukamang padaya. Bạch ngài, xin ngài hãy lấy cái bộ y này và ngài truyền giới cho con xuất gia để con đoạn trừ tất cả sự khổ đau và tác chứng Niết Bàn. Cái lý tưởng ban đầu rất đẹp thưa quý vị. Lý tưởng ban đầu rất đẹp. Bởi vì khi xuất gia là giới tử nào cũng đọc vậy. Nhưng mà thời nay đó thì đọc là đọc thuộc lòng vậy thôi, chứ đâu có hiểu câu đó là gì. Không hiểu câu đó là gì. Cho nên Phật tử như thế này chứng kiến xuất gia cũng giới tử bưng bộ y lên Sapadukha Nisarana Nipana Nipsachikaranathaya. Nghe đọc như vậy rồi ở đứng ở quầy quay phim như vậy đó, quay phim chơi vậy. Rồi cái về cái nói: ô, bữa nay chứng kiến được cái sự xuất gia quan hiển quá. Xà thú, xà thú. Cái tiếng xà thú nó hoài, người ta làm dở cũng xà thú, mình không hiểu gì cũng xa thú. Cho nên bây giờ nó đi ngược đời lắm thưa quý vị. Chứ đúng ra cái câu đó là cái lý tưởng giải thoát, cái lý tưởng xuất gia rất là đẹp. Mà nếu mà chúng ta tranh thủ như thời Đức Phật á, vị nào mà xuất gia mà không có tranh thủ để đắc đạo quả A-la-hán, vì nó hổ thẹn lắm, mắc cỡ lắm. Cho nên phải chứng Niết Bàn sớm. Để chi? Để khi mà giờ phút lâm chung, các bạn đồng phạm hạnh đi đến hỏi: Ngài đã chứng ngộ được cái gì chưa? Ngài sắp chết mà Ngài có hối hận cái gì không? Lúc đó mình chưa đắc đạo quả, mình hối, mình mắc cỡ lắm. Cho nên phải tranh thủ để chứng. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta phải biết rằng là sống nhiều hơn sống lâu. Dù cho sống một ngày mà chúng ta thấy được Niết Bàn, hơn là chúng ta sống cả trăm năm mà chúng ta không thấy được Niết Bàn. Một câu Phật ngôn nữa là câu 115 đó, Đức Phật ngài dạy rằng: Vô chờ quá sát tăng chi quê bát xăng thăm mà mút tầm ăn e ca hàng chi quê tăng xây vô bát sát tô thăm mà mút tầm ăn. Dù sống cả trăm năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Pháp tối thượng thăm mà mút tầm á ở đây là chỉ cho những cái pháp siêu thế như là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Chính cái pháp gọi là Lukuttara Thamma,
gọi là pháp tối thượng, thì cũng nằm ở trong ý nghĩa là thấy được pháp bất tử. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu cái câu nói rằng sống lâu không bằng sống nhiều đó, là chúng ta phải hiểu là chúng ta phải sống nhiều, lợi dụng cái thân sinh tử này. Yatha bipapha rasimha kayira ma lakune bahu ewan chate namachi na katapang kusalang bahu. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy phải nhờ thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Bây giờ cái thân của chúng ta, thật sự quý vị, cái thân hôi thối này nếu mà chúng ta để không thì nó cũng không có lợi ích gì. Khi mà chết rồi đó là phải tẩn liệm liền, chứ còn 2-3 ngày sau, 5-7 ngày sau nó thối rữa, nó hôi thối chịu không nổi. Thì với cái thân vô bổ như vậy đó, vô ích như vậy, chúng ta hãy lợi dụng nó lúc mà chúng ta còn sống. Chúng ta lợi dụng cái thân này để chúng ta làm được nhiều thiện sự, làm nhiều cái phước báo. Khi chúng ta làm được nhiều thiện sự, làm nhiều phước báo, chúng ta bỏ đi cái thân này thì cũng sao cả. Quý vị thấy người ta ép nước mía không? Người ta tận dụng, người ta cứ quay một lần, hai lần, người ta cứ rút ra, rồi người ta cuộn nó lại, người ta mới để vào trong cái bàn quay. Ép chừng nào mà nó khô, bỏ cái xác mía bỏ ra, ta chỉ lấy cái nước cốt, nước mía đó để uống thôi. Cũng vậy, chúng ta phải làm sao chúng ta tận dụng cái nguồn năng lực của cái đời sống này để chúng ta tu tập các hành lành, từ bỏ những cái điều ác và trau dồi tâm ý thanh tịnh để chứng được đạo quả A La Hán. Thì như vậy gọi là sống nhiều. Dù cho chúng ta sống cái tuổi thọ ngắn ngủi, nó cũng không sao cả. Quý vị đừng nghĩ rằng mình sống tuổi thọ quá ngắn, sợ thiên hạ quở quan, cái người này mang ác nghiệp gì bị chết yểu không đâu. Mình hiểu Phật pháp rồi mình nói không sao. Thà rằng đời sống của tôi 10 năm 20 năm kệ không sao cả, nhưng mà trong 10 năm 20 năm đó tôi làm việc nhiều, lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sanh, nó còn hay hơn là người kia sống cả trăm năm mà chỉ là cặn bã của xã hội, là cái nhân đem lại cái sự khổ cho mọi người, cái tai họa, cái bệnh dịch cho mọi người trong quý thuộc, trong gia đình. Quý vị thấy cái nào? Do đó chúng ta phải chọn, chẳng thà sống ít, sống đoạn thọ nhưng mà chúng ta sống nhiều, còn hơn là sống trường thọ mà sống vô ích. Quý vị nắm bắt như vậy. Đến đây thì cũng vừa với thời gian và chi pháp, bởi vì chúng ta còn cái lễ truy lễ tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng, và chúng ta còn bát hội nữa, cho nên xin dứt lời ở đây. Kính nguyện công đức của thời pháp hôm nay hồi hướng đến giác linh của Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Chánh, cũng là vị ân sư của tất cả mọi người ở đây và cả chúng con. Xin Ngài hãy tùy hỷ công đức này và được an vui để tiếp tục tu hành ba la mật và thành nguyện, thành bổ nguyện chánh đẳng chánh giác trong tương lai theo ý muốn của Ngài. Xin chi phước đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài được sẽ an vui tiến hóa y như ý nguyện. Chúc quý vị được sẽ an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.